con lại chơi. Cơm bậy chơi hả? Bữa nay cho ăn cơm nghiệm hay gì con? Dạ. Ăn cơm phần hả? Cơm phần hả? Cơm phần hay gì? Cơm phần này rủ chú đi ăn luôn đi con. Mở máy lạnh đi cho ta ngồi nha. Tiền xe 800 ngàn nữa đó. 80 ngàn thì khỏi bỏ máy lạnh, còn 80 ngàn bỏ máy lạnh ta ngồi. Ừ. Anh ơi, giờ đổi chất lỏng thôi nha. Nhìn cửa coi, trời ơi đứa, đưa tay lên coi. Ừ. Quá đẹp luôn. Đây, máy 10 triệu, khuyến mãi luôn. Giàn sói 10 triệu luôn, 20 triệu. Ồ, nó rẻ bèo luôn, quá đã luôn. Ừ.